Chào anh em đang xem cái clip này của Tiến nha. Thì hôm nay mình giải đáp thắc mắc của anh em về hai câu hỏi mà cũng gọi điện cho Tiến rồi cũng có nhắn tin hỏi là súng bút này có bắn được đạn thật hay không. Và một câu hỏi thứ hai nữa là súng bút này, xài súng bút này khi mà bị lực lượng chức năng phát hiện thì có bị như thế nào không, có phạm pháp hay không. Đó, thì hôm nay Tiến xin chia sẻ hai cái câu hỏi này của các bạn. Tiến chia sẻ theo những gì Tiến biết, Tiến chia sẻ để cho tất cả mọi người và các anh em hỏi mình cũng đã có nhắn tin rồi và mình cũng đã làm clip luôn. Nếu mà chưa rõ thì cũng có thể lên trên clip của Tiến và xem lại giúp mình nha. Thứ nhất là súng bút có bắn được đạn thật hay không. Thứ nhất, súng bút này là súng bút bắn đạn cao su. Mình sẽ nói là đạn cao su này là viên đạn đầu nó là bằng cao su 9 ly. Viên đạn đây là viên đạn cao su 9 ly của mình nè. Đạn cao su 90 ly thì cái cỡ đạn thật nó cũng có nhiều cỡ đạn nhưng mà không thể nào bắn được. Thứ nhất là gia công nó không cho phép, là cái nào là cái đầu này không cho phép để mình đúc viên đạn thật vào. Và thứ hai, cái cỡ nó cũng không vừa, để đúc vào đây đó. Rồi mình chỉ hiểu nôm na là súng bút không bắn được đạn thật nha anh em. Súng bút mà mình không bắn được đạn thật, nó chỉ bắn được đạn cao su 90 ly. Và rồi mình cũng nói thêm là vậy có bắn được hai loại đạn hay không. Một loại đạn ở đây, một bạn đã hỏi là mình sẽ nói là loại đạn đó là loại đạn 22 LR, đó là cái cỡ là 5.56, là cỡ đạn 22 LR, đạn thể thao á. Thì mình cũng nói luôn, cỡ đạn thể thao mình cũng không bắn được nha, tại cái cỡ này là cỡ 9 ly. Mình nhìn cái lỗ của cái đầu nòng nữa nè, thì nó sẽ bỏ thì cái viên thể thao 2 LR nó lọt ra luôn chứ làm sao nó giữ lại được, cũng không bắn được cái cỡ đạn đó nha. Rồi câu hỏi tiếp theo là khi mà cái súng bút bắn đạn cao su này bị cơ quan chức năng phát hiện thì có bị gì không. Đây khi mà mình ra giám định, đây không phải là một cây súng bút mà nó là một cây súng tự chế bắn đạn cao su. Nó là một thành ống tự chế bắn đạn cao su. Thì đạn cao su, viên đạn này nè, nó được xếp vào là thành công cụ hỗ trợ. Thì mình sử dụng cái cây bút này nè để kích nổ viên đạn này là mình đang sử dụng là công cụ hỗ trợ. Thì cái mức phạt công cụ hỗ trợ như thế nào thì anh em có thể lên Google là hỏi nha. Sử dụng công cụ hỗ trợ thì bị phạt làm sao, như thế nào đó. Rồi anh em cũng nhớ là khi mình không gây ra án, không gây ra tổn thương cho người khác nó khác, và mình cầm ra đường nó khác. Anh em phải xem kỹ nha. Thì cái đó trên Google anh em mình cứ lên gõ vào Google thì hỏi cái hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ thì nó như thế nào nha. Viên đạn này là công cụ hỗ trợ nè, của công cụ hỗ trợ. Còn cây bút này là một cái súng tự chế, súng tự chế gọi là vũ khí thô sơ tự chế. Rồi mình đã trả lời hai câu hỏi mà nhiều anh em cũng đang thắc mắc đã hỏi mình. Số điện thoại để liên hệ với shop mình là 0706 22435. Mình tên là Tiến nha. Anh em có nhu cầu mua súng, mua gì thì liên hệ trực tiếp cho số điện thoại này của mình nha. Rồi mình xin nhắc lại là shop của Tiến là không có giao dịch trực tiếp và không ship code. Shop của mình chỉ có một cách giao dịch là chuyển khoản nhận hàng, là mình nhận tiền trước rồi mình mới gửi hàng cho anh em mình sau nha. Rồi mình cũng xin kết thúc cái video tại đây nha. Anh em xem video thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh giúp mình. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh này, nhấn cái nút chuông kế bên nha, để khi mình ra video thì nó sẽ thông báo cho anh em mình biết luôn. Rồi mình xin chào và tạm biệt tất cả anh em.